Chương trình nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân dùng do Đinh Quang Thái phụ trách trân trọng kính chào quý khán giả. Kính chào Ngô Nhân Dụng. Dạ kính chào. Thưa Ngô Nhân dùng vào tháng riêng sắp tới đây tức là năm 2016 đó thì cả hai đảng dân chủ và cộng hòa tại Hoa Kỳ sẽ có một cuộc bầu cử sơ bộ mà người Mỹ người ta gọi là primary. Rồi sau đó vào tháng 7 năm 2016 thì mỗi đảng sẽ họp riêng để quyết định rằng ai là người đại diện cho đảng của mình để ra tranh chức tổng thống trong cuộc đua mà sẽ bầu toàn dân sẽ đi bầu vào ngày vào tháng 11 năm 2016. Trong thời gian vừa qua, ngay sau khi một quân khủng bố tấn công ở Paris ngày 13 tháng 11, rồi sau đó quân khủng bố tấn công vào 12 tháng 12 tại San Bernardino của Hoa Kỳ, đấy thì chúng ta thấy rằng một loạt các dân biểu và các vị nghị sĩ mà ra tranh cử ở phía Đảng Cộng Hòa, thậm chí các vị thống đốc của Đảng Cộng Hòa nữa, đều nêu một căn điểm khá giống nhau là triệt đề không muốn chấp nhận người tị nạn Syria bởi vì họ họ sợ rằng những người tị nạn Syria này có thể bị len lòi cái quân khủng bố của nhà nước Hồi giáo ISIS Còn phía bên Dân chủ đó thì ngược lại không những là cho phép người Syria vào nước Mỹ mà ông Tổng thống Obama thì chỉ đưa ra con số 10.000 từ giờ tới năm 2016 thôi nhưng mà bà Clinton chẳng hạn ứng cử viên của đảng Dân chủ thì bảo rằng bà muốn con số đó lên tới 60.000 hoặc là 65.000 người như vậy thì câu hỏi tôi muốn nêu lên với ông Nhân dụng rằng các vị này đã căn cứ vào cái 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 suy nghĩ nào của quần chúng Hoa Kỳ để đưa ra một lập trường tranh cử như vậy. Thưa các ứng cử viên ở trong Đảng Cộng hòa đã gây ra cái cái dư luận sôi nổi về cái vụ là ông Trump và ông nói là không nhận một người nào theo hồi giáo vào nước Mỹ. Ờ, cái cái đó là cả thế giới người ta phản đối và kể cả người Mỹ tôi nghĩ rằng uh, cái điểm của ông ấy xuống là vì rằng ông đã nói một cái câu mà nó hoàn toàn trái với cái quy tắc thành lập quốc gia của nước Mỹ. Không bao giờ mà cái nước Mỹ họ lại bảo rằng có một người theo tôn giáo nào, tôn giáo nào đó là không thể chấp nhận được. Yeah. Thì dĩ mà ông Trump ông ấy làm như vậy là bởi vì ông ấy đã theo cái đà ông ấy như là cái người chạy rồi không thể nào ngừng lại được phải có cái đà nó chạy tiếp từ cái lúc ông ấy bắt đầu ra để tranh cử làm một cái người mà hy vọng được đảng cộng hòa đưa ra làm ứng cử viên thì ông ấy đã thành công là nhờ những cái lời tuyên bố gọi là quá chớn như vậy ừ. khi ông ấy gọi những cái người mấy tây cơ người mexico ừ. mà vào nước mỹ ông bảo là họ đã đưa sang nước Mỹ những cái người ông ấy kể những Chổ cái tội ác vân trộm cướp vân vân, thì ông ấy tự nhiên được rất nhiều người ủng hộ nhờ những lời tuyên bố quá khích đó. Thành ra ông cứ theo cái đà đó. Bây giờ nhân cái vụ mà các nơi ở trên thế giới không cứ ở Mỹ, Canada, Âu Châu vân vân người ta nhận người tị nạn Syria, thì ông ấy nhân dịp đó mà ông ấy nói rằng không nên nhận người hồi giáo vào bởi vì nhiều ứng cử viên cộng hòa khác cũng nói cái câu tương tự nhưng mà không nói thẳng là cấm nhưng mà nói rằng ồ phải xem xét thật kỹ bởi vì sợ rằng trong đó có len lỏi những người khủng bố thế nhưng mà cái nước mỹ này là một cái nước nó chuyên môn thu nhận người di dân và nó thành lập là nhờ những người di dân đầu tiên thì thí dụ như là nước mỹ đang tiếp đón độ mấy trăm ngàn người tị nạn Việt Nam từ cái năm 75 cho đến năm 80 thì có ai lúc đó nói rằng ôi trong cái đám tị nạn nó có những người Việt Nam mà theo Cộng sản họ sẽ sang đây rồi họ sẽ phá hoại nước Mỹ giống như là mấy người gọi là khủng bố ở Syria không? Thì cái chuyện đó nó tự nhiên nó xảy ra là bởi vì mấy cái ông này đang muốn giành lá phiếu của các cử tri Đảng Cộng Hòa chứ cái chuyện đó nó không quan trọng. Nhưng mà điều đó có nghĩa là những cử tri đảng Cộng Hòa là tán đồng ý kiến của tư biểu như ông Trump hay là ông Chris à? Bởi vì ông Chris Christie, ông trả lời một câu hỏi của báo chí Người ta hỏi rằng, thưa ông, trong trường hợp như một đứa bé 5 tuổi mồ côi hết cả cha lẫn mẹ người Syria vào nước Mỹ, ông có cho bà không? Ông mà khóc, không cho là khóc Và ông quên cái hình ảnh của một cái đứa bé này, nhỏ xíu đó Chết mà một xác trôi vào cái bờ biển ở bên Hy Lạp Làm xúc động cả cái thế giới này và chính vì lý do đó cho khiến cho bà thủ tướng Đức Angela Merkel hay là bên bên các nước Âu Châu họ phải nhận thêm người tị nạn Syria thì ông nghĩ rằng người cử tri Cộng hòa họ cũng đồng quan điểm với những ông như Chris Christie hoặc là ông Donald Trump Tôi không nghĩ như vậy. Vậy tại sao các ông đây là nói như vậy? Là bởi vì cái thủ tục mà bầu cử sơ bộ ở nước Mỹ khiến cho ở trong Đảng Dân chủ cũng như Đảng Cộng hòa có một số cử tri mà với cái đầu óc gọi là quá khích quá khích hiểu theo nghĩa là thiên lệch nhất chính những người đó đã làm cho các vị mà muốn ra tranh cử cho đảng đấy ngỡ rằng phải tìm cách mà chiều ý họ đây có nghĩa là nói chiều ý họ nói để cho họ vui lòng bởi vì bầu cử sơ bộ có nghĩa là các cử tri thuộc cái đảng đó sẽ đến chọn xem là ai là người đại diện cho đảng mình ra tranh cử. Bây giờ mình có độ mười mấy người cùng muốn ra tranh cử thì cái số phiếu sẽ chia ra mỗi người đó ít lắm. Thì một cái nhóm thiểu số ở trong Đảng Cộng hòa cũng như Đảng dân chủ nếu mà họ chiếm được độ 30% ở trong đảng ấy, thì họ có thể tìm cách là đánh bại tất cả những cái cử tri không đồng ý với họ. Họ dồn phiếu cho một người đồng ý với họ thành ra cái nhóm thiểu số mà chúng ta gọi là quá khích đó, đó thường là làm cho thiên lệch thế cả cái cuộc bỏ phiếu sơ bộ của cả hai đảng và để làm vừa lòng những người đó thì các người mà muốn ra tranh cử cho đảng đó là tìm cách nói giống như là họ nghĩ và quả nhiên ta thấy như trong trường hợp ông trump ông ấy được người ta ủng hộ nhiều chỉ vì rằng ông ấy nói đúng những cái ý kiến mà có tính cách bài ngoại nhất là bài đối với lại những cái dân tộc mà họ coi thường ừ, họ tôn giáo mà họ không thích thì tất cả những cái đó, đó là làm cho cái cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở nước mỹ giúp cho những cái phe thiểu số mà quá khích có cái ảnh hưởng rất là nặng nhưng mà họ phải hiểu rằng sau cái cuộc bầu cử sơ bộ rồi tới lúc cuộc bầu cử toàn đảng để họ được chọn ra làm ứng cử viên của đảng họ ra tranh chức tổng thống đó. Thì tất cả những lời tuyên bố ngày hôm nay nó sẽ di hại tới ngày hôm đó chứ. Cứ chi họ sao kia. Hồi xưa ông nói như vậy bây giờ ông nghĩ, ông ý sao đấy thì thì sao? Dạ vâng, à, nói như vậy tức là ông cũng đồng ý rằng dù ai được Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ chọn để làm ứng cử viên đại diện cho đảng thì những người đó Lúc mà ra tranh cử với cái đảng kia đó, ừ. họ cũng không dám quá khích nữa. Bởi vì rằng không thể nào chỉ kiếm phiếu cùng một thiểu số 30% được. Phải tìm cách chiếm lòng của tất cả dân chúng nước Mỹ. Và lúc đó, khi tranh cử đối mặt giữa hai đảng đó, thì những cái gọi là lập trường quá khích đó sẽ được giảm bớt đi. Cái đó là chắc chắn. Cái điều mà nguy hiểm cho các ứng cử viên của mỗi đảng là khi họ ra tranh cử sơ bộ họ phải làm sao vừa làm vui lòng cái nhóm quá khích đến lúc mà ra tranh cử với đảng đối diện thì họ lại phải giảm cái tính chất quá khích đi thì cái đó nó có ảnh hưởng đến chính những cái người ứng cử thành ra mỗi cái ứng cử viên đó, mà họ hy vọng sẽ được đảng ra đưa ra tranh cử họ phải rất cẩn thận là ngay trong cái lúc bầu cử sơ bộ họ biết rằng không thể làm mất lòng cái nhóm quá khích Họ cũng chỉ nói vừa đủ để không bị cái nhóm quá khích cái phá. Chứ họ không có nói giống hệt như cái nhóm quá khích. Để đến lúc mà họ ra tranh cử mà đối mặt với đảng kia, thì họ sẽ nói là tôi có nói câu nào như vậy đâu. Thưa quý khán giả, để bổ túc thêm cho cái um, con số mà ông uh, Ngô Nhân Dụng nói là có một cái thành phần thiểu số mang một số những tư tưởng quá khích có thể ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử sơ bộ đó thì cái cơ quan, cơ quan nghiên cứu Pew vừa mới đưa ra một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng kể từ khi một quân khủng bố tấn công nước Pháp ngày 13 tháng 12, 11 cho tới cái vụ tấn công tại San Bernardino, California ngày 2 tháng 12 vừa qua, thì một số các nhà đền thờ hồi giáo ở trên nhiều tiểu bang của nước Mỹ đã bị một số người uh, ném vật dơ vào, dùng những ngôn ngữ mạ lị uh, thậm chí là chửi bới, bới một cách nặng nề và hành muốn hành hung nữa và những người gia đình hồi giáo mà muốn dẫn con cái đi chơi các công viên cũng lo sợ là có thể bị tấn công như vậy thưa ông những cái lời tuyên bố đặc biệt như kiểu của ông Donald Trump đó liệu họ có ý thức được rằng nó có thể tác động và khơi ra một cái sự hận thù mà nó không cần thiết trong một cái đất nước như là Hoa Kỳ không? Thực ra tôi tôi không có quan tâm đến cái chuyện là cái người nói đó có ý thức được cái hành động của mình gây tác hại hay không nhưng mà tôi có thể nói rằng những cái hiện tượng đó là nó rất là nhất thời như là ông nêu ra sau cái vụ khủng bố ở pháp sau cái vụ bắn chết người ở sang bernardino thì những cái lời nói gọi là nảy lửa đó nó gây ra cái lòng thù hận ở nhiều nơi nhưng mà cái tâm lý của người dân đó, nó sẽ thay đổi trong 6 tháng trong một năm nó cũng giống như là năm nay người ta thích ca sĩ này sang năm người ta thích ca sĩ khác khi mà chúng tôi trình bày cái hiện tượng là ở trong mỗi đảng cộng hòa hay dân chủ chỉ cần một số nhỏ có quá khích là đủ ảnh hưởng mạnh đến đảng ừ. thì chúng ta không nên nghĩ rằng những người quá khích đó chỉ là những người quá khích về phương diện tôn giáo hay là chủng tộc ừ. không phải là những người kỳ thị chủng tộc hay là kỳ thị tôn giáo mỗi một thời kỳ mỗi có thể là mỗi mùa bầu cử ở nước mỹ lại nổi lên một cái phong trào chúng ta cứ gọi nó là quá khích là bởi vì họ nhiệt thiệt, rất là nhiệt liệt, tin tưởng ở cái điều họ nghĩ cái đó chúng ta gọi là quá khích nhưng mà chữ quá khích đừng hiểu theo nghĩa lúc nào nó cũng xấu. Yeah. Chẳng hạn như là có những cái mùa bầu cử đó thì cả nước Mỹ họ quan tâm đến cái chuyện là cấm phá thai. Yeah. Có biết bao nhiêu người nghĩ rằng phải cấm phá thai phải cấm phá thai và tất cả các ứng cử viên ở trong cái đảng mà muốn đừng làm cho mất lòng họ thì cũng phải nói tôi cấm phá thai ừ. và nói thậm chí như là có người còn nói là tôi sẽ sửa hiến pháp ghi rõ ở trong đó cấm phá thai hay là cấm hôn nhân đồng tính thành ra chúng ta gọi là cái thành phần thiểu số có thể ảnh hưởng đến đảng nhưng mà họ ảnh hưởng là bởi vì họ nhiệt liệt tin ở một cái điều gì đó thành ra khi mà những cái hiện tượng như là họ kỳ thị phỉ bán những cái người theo hồi giáo hoặc là những người Ả Rập chẳng hạn thì cái hiện tượng đó nó trong vòng một năm nữa đó, chúng ta sẽ thấy nó cũng sẽ tan đi bởi vì cái dư luận chung của nước Mỹ nó không phải là như vậy cái tinh thần của người dân Mỹ nó không phải như vậy mỗi cái kỳ bầu cử nó có một cái vấn đề gì có do có thể là do các ứng cử viên nêu ra nó trở thành một cái đề tài quan trọng và một số người họ quyết liệt họ tranh đấu cho nó chúng ta gọi là quá khích nhưng mà đừng có coi họ là đáng khinh bởi vì có nhiều cái niềm tin của họ họ rất là tin tưởng nhiệt thành. thí dụ ở bên đảng dân chủ thì có những cái người lại binh đồng tính hôn nhân chẳng hạn họ cũng binh một cách hết sức nhiệt thành. thì ngược lại bên đảng cộng hòa có những người là chống chống một cách kịch liệt. thì hai những cái nhóm người đó chúng ta gọi là quá khích nhưng mà họ là những người tin tưởng nhiệt thành vào những cái điều họ nghĩ thì cái chuyện mà một mùa bầu cử nó nổi lên một cái đề tài nào thì sau cái mùa bầu cử đó có thể cái đề tài lại chả còn ai nghĩ thế nữa chính vì cái sự nhiệt thành của phía bên này hoặc phía bên kia đó là những cái yếu tố để tạo nên một cái xã hội tự do dân chủ là nước Mỹ tức là mọi người chấp nhận những ý kiến trái ngược nhau mà không đi tới những hành động oán thù chém giết hoặc là bạo lực giết lẫn nhau thưa quý khán giả trong cái cuộc bầu cử tháng 11 năm 2016 sắp tới đây ai sẽ là người trở thành lãnh đạo tòa bạch ốc thì còn là một câu hỏi thời gian mới trả lời được và cử tri của nước Mỹ quyết định. Nhưng mà như ông Nguyễn Nhân Dụng đã trình bày đã từ giờ cho tới cuộc bầu cử sơ bộ primary vào tháng riêng rồi sau đó cuộc bầu cử toàn đảng rồi tới cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 đó chắc chắn nó sẽ còn nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải theo dõi lắm. Ơn Nhưng mà tôi thấy um, có một điều mà quý vị độc giả người Việt hay là khán giả thính giả ngay như ở Việt Nam cũng nên chú ý là trong những cái mùa tranh cử đó, là chúng ta sẽ phải nghe rất nhiều ý kiến trái ngược và rất nhiều ý kiến rất là quá khích. Ừ. Và quý vị đừng có nghĩ rằng đó là cái hình ảnh toàn thể của nước Mỹ. Chương trình Nói Chuyện với Nhà báo Nguyễn Dân Dụng tuần này đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.